Xin mời cô chú anh chị cùng với lại GoFood đến thăm một cái ông cụ sống một mình, nghe đâu là rất là tội tại vì mình chưa có gặp. Đây là cái thông tin được cô nụ với lại là chị Đào, những người làm thiện nguyện ở đây gửi thông tin cho GoFood. Ông cụ đó là sống một mình, vợ vừa mới mất, có một người con bị tâm thần mà cũng mất luôn. Hiện tại là ông sống nhờ sự giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh và cũng như là ở khu vực giáo xứ ở đây. Thì xin mời cô chú anh chị theo chân GoFood để thăm ông cụ. Rồi, bây giờ trước mắt là Phật Thánh thì ngay theo tu kinh này. Hôm nay là chủ sách đến rồi. Rồi là chi họ đã đến đọc kinh rồi. Bây giờ cả cái chi họ thùng hiếu, thùng hòa cho tôi bài kinh trước mắt cả đó. Đọc kinh trong lòng rồi, trước khi tới đây đọc kinh rồi. Yeah. Trước khi tới nhà mình đã đọc kinh cầu nguyện cho ông rồi. Cho nên ông cứ yên tâm, mọi người rất là quan tâm, cứ yên tâm nha. Ừ. Đây là con trai của ông, rồi đây là vợ. Con trai là mới mất hả? Con trai mới mất hả? Mới mất, đây nghe là ba vợ chết 10 năm rồi. Bây giờ đứa con này là nó mới chết là 3 tháng không? Mới có 3 tháng hả ông? 13 tháng không hả? Dạ. Được chưa? Con sợ hôm nay giỏi lớn đó, hôm nay cũng nhớ đấy chứ. Vậy là cũng nhớ đấy chứ nhà. Nhớ từng ngày rồi. Ồ, vậy là nhớ đấy chứ. Ông đang ăn sáng hả? À vâng, ăn sáng rồi, còn tại nay trưa lại một chút để ăn buổi trưa. Ủa rồi để như vậy rồi nó lạnh rồi nó nguội ăn đau bụng sao? À cũng được hết á. Cũng được hết hả ông? Bởi vì có Chúa đã cứu mình rồi mà. Dạ. Hả? Cái này là ai mua cho ông đây? Hả? Ở ngoài cái quảng đưa vô thôi. Dạ. Rồi mà buổi tối rồi buổi chiều rồi là sao ông? Ăn uống sao ông? Dạ có chia với dưới kia. Dạ. Dừng kết nạp với gia đình này. Đưa cơm lên cho ông. Đó dưới kia nuôi cho chú. Dạ. Dạ. Cái tai là ông bị từ xưa tới giờ. À cái này là tức là cái này là tai nạn của chiến tranh. Dạ. Xương không còn nữa. Dạ. Xương không còn. Xương không còn. Dạ. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay ông 69-70 tuổi rồi. Ông sinh năm 4 mà. Dạ. Ủa, hình như là ở đây có một gian này thôi đó hả? Rồi nhà bếp rồi nhà tắm đồ ở đâu ở sao đây hả? Ở ngoài kia nó nhiều lắm. Nhà bạc thì nó chạy dài nhưng không ai giải quyết được đâu. Dạ. Không có người mà. À, đâu có ai đến đây nữa. Bây giờ ở đây thì chỉ có mình bạn thôi. À, hết. Không còn con, không còn vợ, không còn ai nữa cả. Chỉ có mình bạn thôi. Yeah. Nên chỉ đó là trước đây còn sống trẻ thì là xây dựng rất mạnh. Đấy. Điều đầy đủ cả. Cô Đậu với lại chị Đào cho con hỏi chút xíu là con trai của ông bác này là vừa mới mất. Rồi con có nghe cái thông tin là con trai thì không có được bình thường. Ủa vậy rồi sức khỏe của ông như thế này với lại con trai như vậy rồi cái việc mà chăm sóc cho con trai hay là như thế nào? Như khi mà con trai còn sống thì nó cũng không được bình thường nên nó đi ngoài đường ấy. Coi như hàng ngày nó cứ đi ngoài đường xong mà tới giờ tới bữa nó về đây. Nhưng mà có lúc nó tỉnh á, thì nó cũng nấu được nồi nước, bát được nồi cơm vậy thôi. Còn tất cả thì nhờ đồ ăn mua là có những hàng xóm xung quanh đây này. Thì người ta thấy hoàn cảnh như thế thì người ta hay đi mua đồ ăn giúp cho. Yeah. À, mua đồ ăn giúp cho đưa vào. Rồi từ khi mà thằng cu nó mất á, nó đi lang thang thế rồi.
nó nằm trên giường khoảng 2 tuần. 2 tuần thì nói chung là bà con cũng có thuốc men cho nó, nhưng mà không có đưa đi bệnh viện, thật yếu. Sau đó là bé mất. Và từ khi bé mất tới giờ thì ông lại càng suy sụp hơn. Có nghĩa hầu như không đi ra ngoài nữa. Buồn là không đi ra ngoài nữa. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ là cũng có nhờ một người hàng xóm á, là người ta giúp, là người ta tới đó. Ví dụ như người ta mua sáng mua cho tôi bún, rồi trưa miếng cơm, chiều miếng cơm. Và có một một chị nữa ở đây thì chị giúp là tới tắm thôi. Là cái chị đấy chỉ là làm việc ở trong cộng đồng nhà xứ ấy. Thì người ta hy sinh. Chỉ duy nhất chị đó thôi. Đúng rồi. Chị đó cũng lớn tuổi, nói chung lớn tuổi rồi. Năm nay nói là chị nhưng mà cái bác nó cũng phải cỡ 60 mấy rồi. Nếu mà con gặp được cái bác đó cũng cảm ơn bác đó. Còn cái việc mà hỗ trợ đồ cho bác với lại là những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong khu vực này thì ở trong cộng đoàn mình như thế nào? Ở trong cộng đoàn thì đấy, như là cha xứ thì vẫn tới thăm, cha xứ tới thăm, rồi trong cộng đoàn cũng tới thăm, nhưng mà có thể hỗ trợ gạo, có hỗ trợ gạo, được cho được 10 kg gạo hay là một chút mì tôm. Nhưng mà tại trong cha xứ rất là nhiều người như thế này cho nên là nó cũng rất là hạn chế. Và riêng đặc biệt ở trong cái nhóm của cô á thì hàng tháng thì có tới thăm, thì có gạo với lại có mì tôm vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra là đó, nó như thế này thôi. Rồi sau này không có đưa mì tôm, không có đưa gạo nữa. Lý do là không có nấu được, từ cái hôm thằng cô nó mất ấy, thì sẽ chuyển bằng sữa. Cha xứ nói là giờ chuyển bằng sữa để cho mệt mà ông có thể uống. Rồi con cảm ơn cô với lại chị Đào ha. Mọi những lời nói của tôi ở trong gia đình, bây giờ cuối cùng của trong tâm hồn của tôi đó là xin dựng các sơ, các cô, các có hiền diện ở đây, là tôi xin Chúa ban cho một sự bình an. Ủa là bây giờ là ông, ví dụ như mà ông di chuyển là phải có một cái gậy. Gầy có hết, nhưng mà không đi được. Đi chỉ có đi là đây một hai bước thôi. Chúng tôi ngã tè liền. Bởi vì con người của bác là bị nan y. Nó là nó đặt lên một cái là tức là con người không biết cái gì nữa cả. Trời đất, nó quấy con hết. Tè liền. Hai ông giọng như anh. Vui vẻ hôm nay rồi chúc mừng các cô các sơ ở các xứ đã đến, thì tôi chỉ có một sự được xin Chúa cho được sự bình an có người nghề hôm nay mà thôi. Đấy. Cho tôi thì nói chung không nhớ được nhiều, nhớ cho con với lại mấy cô với mấy bạn đi tham quan nhà mình một vòng nha. Dạ, ở đây đặc biệt là đây là gia đình của mình. Con nghe mấy cô chia sẻ lại, tại vì hai vợ chồng của chú kế thì có một người con thôi, thì sau khi mà anh này ảnh mất á thì bà con cũng nói là cũng hôm nay dọn dẹp là thứ bảy gọn gàng, nhưng mà riêng về cái dạ, chỗ thứ bảy, riêng về cái chỗ tôi đã ở của con trai của chú rồi. Cái chỗ nghỉ ngơi á thì chú không có cho dọn dạ, ở đây tại vì chú nghĩ là con trai của chú vẫn còn sống chi hò đấy, thì chỗ này còn đã đưa cho tôi ngoài cái phía gian nhà gỗ ra thì ở đây thì có được là cái gian tường đấy. Cái hình đó là hình như là cái hình của vợ con của chú kế. Đã 10 năm rồi. 10 năm. Chứ không phải 1-2 ngày đâu. Với lại là cũng thưa với mọi người, ngoài việc mà ở
hàng quý thì ở trong cộng đoàn thì có đến để mà thăm hỏi, thì ngoài ra thì có người dân ở khu vực thì họ biết về chú Kế thì có thời gian rảnh thì qua đây để mà trò chuyện cùng với chú cho đỡ buồn, cũng như là giúp được gì cho giúp, ví dụ như trong nhà có dọn để mà cho nó gọn gàng, hoặc là rửa chén rửa bát rồi cho chú. Như hồi nãy cô Nụ cũng có chia sẻ là có một cái cô thì hàng ngày qua để tắm rửa mà vệ sinh cho chú Kế đó. Nếu mà bà con ở khu vực này cũng như là những người mà có tiếp xúc với lại chú Kế đó, thì Good Food xin phép được đại diện khán giả trên kênh một lời cảm ơn tới tất cả những người đã quan tâm tới chú Kế. Mình cũng chia sẻ sơ lược về chỗ ở và cái hoàn cảnh của chú Kế. Chút xíu thì cô Phú sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân gửi cho chú Kế ít tiền, coi như là để đồng hành cùng với lại trong cộng đoàn, để có thể là giúp đỡ đến những cái hoàn cảnh. Chút xíu thì nhờ cô Nụ cô sẽ đại diện ra để mà cô nhận những cái khoản tiền. Phía bên đây để còn như là phía bên đây để cho mình sẵn mình đi cho. Cho. Bây giờ hôm nay bây giờ nó ở đây là có ở đây có một cái khuôn viên vườn cây ở ngoài đó, nhưng mà ở đây ra được. Đi ra ngoài đây. Có một cây bơ ngoài đây, hai cây bơ. Ở đây chắc là cái đá đồ xây dựng mà còn dư thừa hay sao, mình không biết cái đây là cái gì. Bơ nè mọi người, ở trên Phước An là bây giờ là đang vào mùa bơ, màu giữa mùa. Bơ, cái bơ này nhiều trái, cái bơ này nhiều trái nha. Hiện tại là ở trong nhà đang đọc kinh đó, nên là không có tiện vô trong đó, để cô Nụ với lại chị Đào đọc xong đi rồi mình vô trong đó mình trao đổi về cái khoản tiền để hỗ trợ cho chú Kế. Con á, con tên là Sinh, con đi với lại mấy cô mấy chị này tới thăm bác Kế. Rồi sau đó đó là con có một cái phần quà gồm có 3 triệu đồng tặng cho bác Kế. Con nhờ cô Nụ với lại là chị Đào đại diện ở khu vực thôn nhận cái khoản tiền này để mà sử dụng cho riêng cho bác đó. Thí dụ như bác có cần cái gì đó thì mấy cô mấy chị này sẽ giúp bác trong cái khoản tiền, ví dụ như là về y tế nè, hoặc là ăn uống là sửa sùng rồi cho bác có cái sức khỏe tốt hơn. Rồi tôi cảm ơn là với các sơ ở Thùng Hò, Thùng Hiếu hay là anh ở trong khu vực này đó đã đưa đến cho tôi những cái nguồn vui hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy có phải không? Ngày thứ bảy đúng rồi. Dạ, đó. Tôi đã được rước mình thành Chúa là tôi đã sung sướng quá rồi. Thưa với lại cô chú anh chị đó, thì nếu mà quan sát sơ qua đó thì mọi người cứ nghĩ là bác này sẽ bị lẫn hoặc là gọi là lộn xộn, nhưng mà khi mà tiếp xúc như từ nãy là mình tiếp xúc người, bác nói câu nào ra đúng câu đó và rất là chuẩn nha. Tại vì cái lời nói của bác thì cũng như là cái tiếng nói như vậy thôi, nhưng mà câu nào câu đó là rất là chuẩn. Thì như hồi nãy con cũng có nói là nhờ cô Nụ với lại là
chị Đào đại diện cho bác kế nhận cái khoản tiền, ví dụ là nhờ ví dụ mua sữa sùng hoặc là các thứ gì đó hàng quý đó thì gửi cùng bác để mà có bác có sức khỏe tốt hơn. Thì con xin phép được đọc tên và cái khoản tiền. Thứ nhất là anh Rari Đức Quỳnh ở Mỹ là 1 triệu, thứ hai là cô Đầm Thị Đào ở Úc là 1 triệu, và cuối cùng là anh Peter Đỗ ở Mỹ là 1 triệu, thì tổng cộng là 3 triệu đồng gửi cho chú kế, nhờ cô với lại là chị Đào có thể là nhận giùm và cũng như là giữ giùm cho bác để có sử dụng cho bác. Cô xin thay mặt cho gia đình, thật như là cho bác kế để cảm ơn cái kênh YouTube này với lại tất cả những cái ân nhân đã có tấm lòng và giúp đỡ. Thì trên cái công việc thiện nguyện cô làm ở trong cái địa bàn này thì mỗi một nơi cô có một người cộng tác, ví dụ như ở đây thì có ở cái giáo xứ Thuận Hòa này thì có bên chị Đào này chị cộng tác, cho nên là hai cô cháu tới những nơi nào thì bây giờ sẽ dùng cái số tiền của các ân nhân đây để cũng vẫn tiếp tục giúp bác trong những cái nhu cầu cần thiết. Ví dụ sữa hay như cái gì đó, hoặc là khi nào mà cần thuốc men ốm đau như thế nào thì tại vì hàng tháng mà vẫn tới để quan tâm cái đó. Ở trong khu vực này đó chị Đào, là những cái hoàn cảnh tương tự này là nhiều không chị? Nói chung thì nó cũng đại loại là nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà ý là mình phải đi tiếp xúc, nhưng mà tiếp xúc mà những người những này thì là thấy là em mới đi có một số người mà thôi, là mới biết mà thôi, tại vì em mới vô nha nhập từ Thuận Hiếu luôn, nên là chưa biết đến đó hết, cô đang đưa đi. Vậy làm chút xíu mình đến hai trường hợp kia là chị Đào cũng đồng hành theo mình luôn. Ở trong đó thì nó xa hơn khu vực này, nó vào trong cái buôn lát, nhưng mà trong đấy là cũng có một người đồng bào ấy, người ta cũng cộng tác với mình, họ biết cái tiếng của họ, cho nên là nhiều khi có chỗ họ người ta không nói được ấy, tôi cũng dịch, tôi truyền đạt. Cô Phú xin phép được thay mặt khán giả trên kênh cảm ơn tới chị Đào và lại cô Nụ dành cái thời gian để mà dẫn Cô đến thăm những trường hợp ở khu vực. Thì sắp tới đây còn vài trường hợp nữa thì cô Đào với lại chị Đào với lại cô Nụ sẽ dẫn Cô Phú đó, nên là mình sẽ tạm chia tay bác kế ở đây. Con xin về, con xin phép là con về nha. Tôi thân thật cảm ơn Hiền Diệm các cô, các anh đã có mặt hôm nay, và tôi xin nguyện rằng xin Thiên Chúa cho sự bình an đến với mọi người. Cảm ơn các ân nhân mà người ta giúp tiền cho mình đây này để mình mua sữa uống này.